lại chào mọi người, mình là Long Minh. Hôm nay cái giới thiệu về này là ngày thứ hai mình được ngày thứ hai mình chơi cá này, bắt đầu khởi đầu chơi casino này, game trong vườn sinh động của mình này. Đây là ngày thứ hai mình đã lên được máy hồ và thêm vừa được máy con cá nữa. Thì mình chơi cũng chưa rành lắm nên có đi mua những con cá nhỏ để tập nuôi và phân biệt cá, không biết là con nào con gì, trống mái, con nào là tình nghĩ chắc là con trống rồi. Chưa có cá nè các bạn, con này mình nghĩ chắc là rết con gì là không biết, mà mình con này mình nghĩ là lùn. Mình có coi cái video của mấy anh đằng trước mới tập chơi nên chưa rành lắm. Con này là hát môn, nước hơi bị nhớp để mình chưa thay, để mình thực hiện thay nước. Có những con cá rất sung các bạn,